Khoảnh khắc cha nào con nấy cực yêu của quý tử nhà Lương Thế Thành và Thí Diễm. Cách đây vài ngày, Lương Thế Thành đã cởi mở hơn với công chúng khi tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc tinh nghịch của mình bên cạnh cậu con trai gốc hỉnh với lời bình luận dễ thương. Còn với ba thì coi ai mỏ nhọn hơn nè. Dễ dàng nhận ra, chỉ mới một tháng tuổi, con trai đầu lòng của nam diễn viên đã có thể bắt chước biểu cảm trên gương mặt của bố vô cùng đáng yêu. Lương Thế Thành tự hào vì con trai giống mình như đúc. Có thể thấy, hình ảnh cậu con trai đáng yêu Bảo Bảo cũng khiến người hâm mộ không khỏi thích thú. Bà xã Lương Thế Thành đã hạ sinh con trai một tháng trước bằng phương pháp sinh thường vào ngày 27 tháng 6 tại nước ngoài. Sau khi sinh con một tháng, cặp vợ chồng mới công khai, bé được khen có nhiều nét đẹp của bố và mẹ, từ má lúm đồng tiền xinh giống mẹ tới mũi cao giống bố. Chỉ được hơn một tháng tuổi, Thúy Diễm và Lương Thế Thành còn mang con đi chụp bộ ảnh kỷ niệm của những năm tháng đầu đời của con trai. Lương Thế Thành và Thúy Diễm tổ chức đám cưới vào tháng 4 2016 sau vài năm hẹn hò. Đến tháng 4 2018, Thúy Diễm công bố thông tin cô đang mang bầu con trai đầu lòng. Nói về cuộc sống hôn nhân, Lương Thế Thành chia sẻ, bà xã Thúy Diễm là người chu đáo, tận tâm. Cả hai chưa từng xảy ra mâu thuẫn hay bất đồng quan điểm trong cuộc sống hàng ngày. Có thể nói, Thúy Diễm và Lương Thế Thành là một trong những cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!